sở trang 34, bài 4 trang 34. Đọc lại theo cô một lần. Gia đình của anh. Gia đình của anh. Trong tháng 8 vừa qua tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khóa học mang tên Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2015 nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và phổ biến giáo trình dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài. Tiếng Việt đối với bà con ta ở nước ngoài là cái rất là quan trọng. Bởi vì có giữ được tiếng Việt, có duy trì được tiếng Việt thì chúng ta mới có thể duy trì được cái bản sắc văn hóa, cái truyền thống của người Việt Nam. Thì mà ở nước ngoài là cái môi trường mà nó rất là khó khăn cho cái việc mà bà con ta duy trì và phát huy cái tiếng Việt. Vì thế cho nên là cái làm thế nào để duy trì được tiếng Việt, để dạy và giữ được cái tiếng Việt cho các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những cái quan tâm rất là lớn. Anh trai tôi, chị gái tôi, em trai tôi, mẹ tôi, mẹ tôi, ông tôi, ông tôi. Học viên khóa học này gồm trên 40 giáo viên hiện đang giảng dạy tại các lớp tiếng Việt do các cộng đồng và hội đoàn người Việt tổ chức từ các nước có nhu cầu học tiếng Việt cao như Campuchia, Lào, Thái Lan, Đài Loan, Thụy Sĩ, Canada, Pháp, Cộng hòa Czech, Đức, Rumani, Ba Lan, Ukraine, Bulgaria, Hungary, v.v. Giảng viên của khóa học là các giáo sư đầu ngành của Việt Nam trong lĩnh vực giảng dạy ngôn ngữ và tiếng Việt. Giáo trình giảng dạy trong khóa học được soạn riêng cho người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thực hiện. Thật ra thì kinh nghiệm của chúng tôi mà về giảng dạy tiếng Việt thì là rất là sơ khai. Chính vì thế mà chúng tôi vô cùng phấn khởi khi mà được tham gia cái khóa huấn luyện về kỹ năng giảng dạy. Nhưng mà tôi thì có lẽ là may mắn hơn các bạn khác trong khóa, bởi vì ở bên kia thì chúng tôi có học cái giảng dạy tiếng Anh. Và hiện nay thì cái bổ sung ở cái khóa này là ngữ pháp, tiếng Việt, ngữ âm, tiếng Việt, những cái cấu trúc của tiếng Việt rất là rắc rối đó. Rồi một số những cái văn phạm và những cái mà nó liên quan đến văn minh Việt Nam thì đó là cái mà chúng tôi được bổ sung từ cái khóa này. Thứ nhất tôi thấy là cái khóa tập huấn này thì các giáo viên tiếng Việt rất là nhiệt tình, rất là hăng say. Và như hôm nay ông thấy cái buổi cuối cùng rồi, quá giờ 10 phút rồi, nhưng mọi người vẫn đang tập trung để làm việc. Và tôi tin là cái khóa tập huấn này đã mang lại những hiệu quả tốt cho các giáo viên dự tập huấn học bài này. Là một người sống ở nước ngoài, có mà trong cái thực trạng là con em người Việt Nam của mình ở Campuchia là phần lớn là không biết được tiếng Việt, chữ Việt. Thế nên là tôi đã có tham gia công việc giảng dạy tiếng Việt cho con em chúng tôi được hơn 5 năm rồi. Nhưng mà do là thấy là mình là một người mà chỉ là một cái người là tự nguyện nghiệp dư thôi, cho nên còn rất là nhiều cái khiếm khuyết về chuyên môn nghiệp vụ, rồi là về kỹ năng, về trình độ sư phạm là vân vân. Nên là tôi là đăng ký là xin về dự cái lớp tập huấn này. Tôi thấy là toàn bộ những cái sinh hoạt của chúng tôi đều được ủy ban chăm sóc rất là cẩn thận, từ ăn ở đi đứng rồi mọi cái tham quan kia đều có. Thì như vậy là quá đủ rồi, bởi vì ngân quỹ của nhà nước Việt Nam mình thì nó vẫn còn nằm ở trong một cái mức hạn hẹp, mà nhà nước lại cố gắng để tạo điều kiện cho kiều bào về tham dự cả một cái khóa huấn luyện dài ngày, gần hàng tháng như thế này thì tôi thấy là rất là cố gắng. Khác với tình hình ở nhiều nước, tại Mỹ, đặc biệt là những tiểu bang có nhiều người Việt sinh sống, cộng đồng Việt Nam thường có nhiều lớp học và trung tâm Việt ngữ để giảng dạy tiếng Việt cho con em trong cộng đồng và cả những người từ các sắc dân khác có nhu cầu học tiếng Việt. Ở những nơi này, giáo trình giảng dạy và sách giáo khoa luôn được những người quản lý các trung tâm Việt ngữ và các hội đoàn trong cộng đồng chú ý quan tâm, để tránh sử dụng những tài liệu có xuất xứ từ các nhà xuất bản trong nước vì nỗi lo ngại bị tuyên truyền những tư tưởng ngoài kiến thức tiếng Việt. Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Đức Mậu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết ý kiến. Tôi nghĩ là cái người tổ chức cái lớp dạy tiếng Việt như là anh nói ở bên Mỹ thì họ sử dụng cái tài liệu nào, họ biên soạn cái tài liệu như thế nào thì đấy là quyền của họ, vì cái mục đích của họ.
Nhưng nếu như họ xác định rằng là dạy tiếng Việt cho bà con ta vì mục đích là giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, duy trì tiếng Việt ở nước ngoài, và vì rằng là cái các thế hệ sau để có thể vẫn nói được tiếng Việt, vẫn hiểu được tiếng Việt, thì cái mấu chốt không phải là cái tài liệu họ biên soạn hay không, mà như thế nào, mà mấu chốt rằng là cái đấy nó phải phù hợp với cái phong tục tập quán, phù hợp với cái văn hóa Việt Nam, nó phù hợp với cái lịch sử Việt Nam. Và cái đấy thì đương nhiên rằng là ở trong nước là cái truyền thống văn hóa của chúng ta, truyền thống giáo dục của chúng ta đã có từ rất là lâu rồi. Cái giáo dục của chúng ta xuất phát từ cái giáo dục trẻ em, để trẻ em hiểu được tiếng Việt, để nói được tiếng Việt, để phát huy được tiếng Việt, thì cái đấy mới là cái đấy là cái cốt lõi, cái tiêu chí và cái nền tảng để chúng ta đánh giá xem là tài liệu đó tốt hay không tốt, là ở cái xem là nó có phù hợp với trẻ em hay không, nó có phù hợp với cái mà cái thế giới trẻ em ở trong nước, thế người Việt ở trong nước hay không, phù hợp với cái tiếng Việt mà nó đang ở trong, đang gọi là đang được phổ biến và đang được thành cái tiêu chuẩn ở trong nước hay không. Thì cái đấy mới là cái cơ bản. Nếu mà họ làm được cái điều đó thì cái giáo trình đó, cái sách giáo khoa đó cũng là cái rất là tốt. Để có được một cái bộ sách cho phù hợp cho học sinh, từ dù là học sinh trong trường phổ thông hay là cho cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài, là cả một cái quá trình sàng lọc. Cái đấy là mất rất nhiều công sức của các chuyên gia, của các cán bộ quản lý, của Bộ Giáo dục Đào tạo, của các thầy, các cô, thì để mới có được một cái bộ mà nó có một cái giá trị chung như vậy. Thế thì sách vở của bà con, sách vở của những cái người thầy cô mà dạy biên soạn ở nước ngoài ấy, có tồn tại được hay không thì nó phải phù hợp nó rồi đây là nó sẽ phụ thuộc vào cái đoạn là họ có tương thích, họ có phù hợp với cái tiêu chí chung đó hay không, ở trong cho bà con hay không.